Nhân anh cha và con và thánh thần. Ngày thứ năm đây mẹ hằng cư cho con thấy nơi chân dung mẹ còn một mẹ ca. Hồi thu con trong cậy lòng nhân từ mẹ hơn, là thấy tỏ ra mẹ là mẹ sầu bi thông thiêu. Vì Giêsu mẹ ấm trên tay là đấng chiều đông linh thiêng liêng trong lòng. Trước khi chiều đông linh thật trên thân xác, người thấy trước các giống cổ hình sẽ chiêu, làm cho người rung nghe sợ hãi. Mẹ cũng phải nỗi khốn cực cùng con, mà sự ấy đã nên như cổ hình cho mẹ cả đời. Bởi vậy con hiểu biết công nghiệp mẹ rất đổi lớn lao, xưng mẹ là đấng hiệp công cứu chuộc loài người. Tước ấy thật là chính đáng, mẹ lại có quyền lớn thế mà bầu chữa mọi người trước tòa Chúa công thẳng. Ơ Maria, con xin hiệp với mẹ, thông phần khốn cực với con mẹ. Hiệp với con mẹ mà thông phần khốn cực với mẹ. Nỗi cảm tình này lại càng thêm ao não hơn nữa, vì chính tội lỗi con đã rong đinh Chúa Giêsu vào thánh giá, mà làm cho linh hồn mẹ rất thương mến Chúa, phải khổ hình khốn cực. Hôm nay con gãy vì các sự khốn cực mẹ, mà kêu xin cùng mẹ, xin cho con động lòng ăn năn các tội lỗi con, và đặng lòng mạnh mẽ vững vàng mà xa lanh. Lại xin mẹ khẩn nhậm lời con khẩn cầu với mẹ trong từng cửu nhật này. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện linh cha thật sáng, linh cha thì đến, ý cha thì hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ đợi chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Mừng Maria đời ơn vô đây chúa trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria đức mẹ chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh danh đức chúa cha và đức chúa con và đức chúa thánh thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lấy thánh nữ đồng tinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe con người nào dạy đến cùng đức mẹ, xin bầu chưa cứu dung mà đức mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trong cậy thanh vang, để đến thăm mình xuống dưới trên đức mẹ là nữ đồng tinh trên hết các kẻ đồng tinh. Xin đương mẹ gọi đến con là kẻ tội lỗi, lấy mẹ là mẹ chúa cứu thế. Xin cho bỏ lời con kêu xin một chủ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen. Lạy nữ vương gia đình, mẹ ở đây với chúng con vui buồn sương khổ, mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa mẹ chúng con biết cây trong ai, đời chúng con gian nan khổ sức. Gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có mẹ ở bên chúng con thấy quên hết ưu phiền. Vừa sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sống sung sướng cùng mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.